Xin chào mọi người nhá, mọi người ơi, hôm nay mình sẽ quay giới thiệu cho các bạn mẫu ghế neo mặt 4 vuông bên mình cho các bạn xem nhá. Đây này, mặt 4 vuông đẹp, rất chỉ là đẹp và dày dặn nhá. Độ dày của mặt là 7cm nhá mọi người. Bây giờ đến gần đây mình sẽ giới thiệu chi tiết sản phẩm cho các bạn xem nhá. Đây, ghế này thì các bạn có gánh xem di chuyển dễ dàng tiện lợi nhá. Độ cao của nó tầm 24cm nhá. Các bạn nhìn này, từng đường kim mũi chỉ này, hoàn thiện sản phẩm rất chi là cao nhá. Chất liệu da dễ dàng lau trừ khi bẩn nhá. Có viền da bo viền này, rất chi là chắc chắn và đẹp nhá mọi người. Điều cao có bánh xe di chuyển dễ dàng này. Hàng này thì mình có sẵn hơn chục màu cơ, nhưng mình quay tặng cho các bạn các màu này để các bạn dễ dàng chọn nhé mọi người, dễ dàng hiểu hơn về sản phẩm nhé. Chân của nó là kim loại mạ inox màu bạc nhé. Đây, hàng này chỉ sức nặng tầm 150 cân nhé mọi người. Đây, các bạn muốn mua mặt riêng thì bên mình có bán mặt nhé mọi người. Thôi mình quay qua một đoạn với tôi, mình cảm ơn các bạn nhé, mình chào các bạn.